Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh đêm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến trên 37 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 36 độ C. Độ ẩm 71%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 36 độ C, độ ẩm 68%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 36 độ C, độ ẩm 71%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 cho đến 37 độ C, độ ẩm 69%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 37 độ C, độ ẩm 69%. Cảnh báo thời tiết ít mưa, ngày nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,45 cho đến 0,50 m. Phần cuối của bản tin thời tiết hôm nay là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị, thành phố trong đêm nay và ngày mai.